Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Tổng thống Putin lên tiếng vụ tập kích hàng loạt trả đũa ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow buộc tiến hành cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev và mục tiêu năng lượng của Nga. Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của mình và buộc phải đáp trả. Tổng thống Nga Putin ngày 11 tháng 4 cho biết trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko khi bình luận về không kích quy mô lớn của Moscow vào Ukraine sáng cùng ngày. Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine có liên quan đến giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra là phi quân sự hóa Ukraine. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tác động đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine một cách rất trực tiếp. Ông cho biết, Nga tránh thực hiện những vụ tấn công như vậy vào mùa đông vì lý do nhân đạo. Ý tôi là chúng tôi không muốn để các tổ chức xã hội của Ukraine như bệnh viện hay các cơ sở tương tự không có điện, ông nhấn mạnh. Dạng sáng ngày 11 tháng 4, Nga tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào các hạ tầng năng lượng, nhiên liệu của Ukraine ở 5 tỉnh gồm Kiev, Odessa, Lviv, Zaporizhia và Kharkov. Theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái cho đợt tập kích. Kết quả là hoạt động công nghiệp quân sự của Ukraine bị gián đoạn, việc chuyển quân tăng viện đến các khu vực chiến đấu bị cản trở và việc cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine gặp trở ngại, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực Kiev, làm hư hại cơ sở hạ tầng điện ở các vùng khác. Điều này gây thêm sức ép lên hệ thống điện vốn căng thẳng của Ukraine. Trong cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Belarus, Tổng thống Putin một lần nữa bác bỏ đồn đoán của phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công bất cứ quốc gia châu Âu nào ngoài Ukraine. Thật nhảm nhí, như chúng tôi từng nói, giới lãnh đạo phương Tây cần phải giải thích và biện minh cho việc chi tiêu của họ cho cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nói. Ngoài ra, ông Putin cũng bác bỏ bất cứ ý tưởng nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của Nga ông dường như đề cập đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Thụy Sĩ dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới và sự tham gia của đại diện từ khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Giới chức Nga trước đó cho biết họ sẽ không tham gia hội nghị tại Thụy Sĩ, quốc gia mà họ cho là đã từ bỏ sự trung lập và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Putin và ông Lukashenko nhất trí quan điểm rằng, khởi điểm tốt nhất cho mọi tiến trình nào nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. Trong khi đó, Ukraine nêu rõ mọi đàm phán hòa bình phải dựa trên công thức hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra, trong đó có yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục biên giới năm 1991 cho Ukraine. Nga công bố tổn thất của Ukraine sau khi tập kích hàng loạt. Nga nói rằng cuộc tập kích diện rộng sáng ngày 11 tháng 4 đã làm suy yếu cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine và làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự của nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng ngày 11 tháng 4, quân đội nước này đã tấn công quy mô lớn và các cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu của Ukraine để đáp trả những vụ tập kích của Kiev vào hệ thống nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ Nga gần đây. Kết quả là hoạt động công nghiệp quân sự của Ukraine bị gián đoạn, việc chuyển quân tăng viện đến các khu vực chiến đấu bị cản trở và việc cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine gặp trở ngại, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Dạng sáng ngày 11 tháng 4, Nga tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào các hạ tầng năng lượng, nhiên liệu của Ukraine ở 5 tỉnh gồm Kiev, Odessa, Lviv, Zaporizhia và Kakov. Theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái cho đợt tập kích. Kiev dường như đã tổn thất nặng nề nhất. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn một nhà máy điện lớn gần Kiev. Đây được coi là nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở vùng Kiev, Chekaskaya và Chitomi hạ tầng năng lượng tại các khu khác cũng bị hư hại, gây sức ép lớn lên hệ thống điện vốn căng thẳng của Ukraine. Nga và Ukraine đang tăng tần suất tấn công vào các hạ tầng năng lượng và nhiên liệu của nhau nhằm làm gián đoạn công nghiệp quân sự, gián đoạn nguồn cung cho quân đội. Hai tháng trở lại đây, Ukraine liên tục tập kích vào các nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ Nga, khiến năng lực lọc dầu của nước này giảm khoảng 14%. Loạt cơ sở năng lượng Ukraine bị Nga tập kích. Giới chức Ukraine cho biết, Nga đã tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV đánh trúng các cơ sở năng lượng tại ít nhất 5 tỉnh. Lực lượng Nga đêm qua phóng hơn 40 tên lửa và 40 máy bay không người lái UAV nhằm vào Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 4 thông báo, đồng thời cho biết phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn nhưng để lọt một số UAV, Gheran 2 và tên lửa. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga dùng tổng cộng 82 tên lửa và UAV trong tập kích không Ukraine hạ 18 tên lửa và 39 UAV trong số này. Các trạm biến áp và cơ sở sản xuất điện thuộc công ty Urenego ở tỉnh Odessa, Kakhov, Zaporizhia, Lyiv và Kiev trúng đòn tập kích. Ít nhất 10 tên lửa nhắm vào Kakhov, thành phố lớn thứ hai Ukraine và cách biên giới Nga khoảng 30 km. Trợ lý Tổng thống Oleksiy Kuleba cho biết tỉnh Kakhov phải cắt điện của 200.000 hộ dân sau tập kích. Maxim Koziski, tỉnh trưởng Lý Íp, nói Nga tập kích cơ sở phân phối khí đốt và một trạm biến áp tại đây bằng nhiều loạt tên lửa hành trình và UAV. Hỏa hoạn bùng lên sau trận không kích, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa, ông Koziski nói. Nga đổi chiến thuật tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine. DTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo hai nhà máy điện của hãng chịu thêm hư hạn nghiêm trọng. Các cơ sở sản xuất điện của DTEK từ cuối tháng 3 nhiều lần hứng chịu những tập trận kích tồi tệ nhất sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, khiến công ty này mất khoảng 80% công suất phát điện. Công ty dầu khí quốc gia Ukraine Natoga cho biết hai cơ sở lưu trữ khí đốt của họ bị Nga nhắm mục tiêu. Các cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động, Natoga khẳng định. Giới chức Ukraine chưa công bố thương vong liên quan đến vụ tập kích mới nhất của lực lượng Nga. Nga gần đây tấn công dữ dội hạ tầng năng lượng của Ukraine tập trung vào các nhà máy điện ở những tỉnh ít được bảo vệ hơn Kiev, thay vì không kích diện rộng như trước. Theo các quan chức Ukraine, loạt trận tập kích này gây thiệt hại nặng hơn mùa đông năm 2022 đến năm 2023 và nhằm tạo tổn thất không thể khắc phục với Kiev. Tổng thống Zelensky kêu gọi đối tác phương Tây của Ukraine không nhắm mắt làm ngơ và cung cấp thêm vũ khí phòng không cho nước này. Tình báo Ukraine ước tính Nga còn đủ tên lửa để mở thêm vài đợt tập kích quy mô lớn trong những tuần tới. Nga kiểm soát hoàn toàn Bevomais, Kiev rút lui. Nga đã chính thức kiểm soát Bevomais sau 18 tháng giao tranh ác liệt. Ở các mặt trận khác, lực lượng Ukraine đang thất thế liên tiếp phải rút lui. Nga kiểm soát Bevomais, Ukraine thất thế ở nhiều nơi. Kênh Military Summary đưa tin lực lượng phòng thủ Ukraine thất bại ở khắp mặt trận, trong đó có việc để mất Bevomais. Lực lượng Moscow liên tiếp giành được những bước tiến mới khi tiến vào Rasnohorivka từ phía nam và đông nam để mạnh tấn công vào Chasovya, đánh bật đối phương khỏi mỏ đá phấn gần Bilohorivka. Kênh Suryap Map xác nhận, tại Tây Bắc thành phố Donetsk, quân đội Nga giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Bevomais sau 18 tháng chiến đấu. Theo kênh RIPA, tiến bộ đáng kể của lực lượng Moscow được ghi nhận trên hướng Donetsk khi họ chính thức giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Pevomaius. Các cuộc tấn công dữ dội cũng được nói lại ở Krasnohorivka. Kênh Deep State của Ukraine xác nhận lực lượng Moscow đã chiếm được Pevomaivs ở vùng Donetsk sau suốt một năm rưỡi tấn công liên tục. Deep State cho biết thêm, quân Nga tiến về phía nam Novo-Kalinovo, phía đông Umansky, phía nam Novomikhailovka. Các hoạt động tấn công tiếp tục diễn ra gần VMK, vodina Vodinajoe và Robotino. Báo cáo có đoạn đối phương vượt qua được phòng tuyến Ukraine và chiếm hoàn toàn Bevomais. Trận chiến thực sự bắt đầu vào tháng 8 năm 2022. Ngôi làng trở thành một trong những điểm nóng nhất trong cuộc chiến này và khiến Nga phải trả giá đắt. Quân phòng thủ cũng phải trả giá đắt, đặc biệt là binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 59 Ukraine, những người tuyệt vọng bám trụ từng tầng hầm và trấn giữ phòng tuyến, ngay cả khi bị đối phương bao vây hoàn toàn, báo cáo viết trước xung đột có hơn 2.000 cư dân sống ở Bevomais. Tuyến phòng ngự ở Tây Afdiivka rung chuyển. Kênh Suri đưa tin, ở Tây Afdiivka, quân đội Nga chiếm được các khu vực mới tại làng Bekdiji ở bờ phía Tây sông Duna. Ngoài ra, họ còn tiến vào đến trung tâm làng Semenivka. Mặt khác, lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hệ thống chiến hào dọc con đường giữa Tonenke và Yasnorodivka. Hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở đó bị phá vỡ. Ukraine gặp bất lợi ở Rasnogorivka. Kênh Suri đưa tin, ở phía tây thành phố Donetsk, sau cuộc tấn công bằng thiết giáp, quân đội Nga phá vỡ tuyến phòng thủ đối phương dọc theo tuyến đường sắt và tiến vào các trang trại phía đông nam Rasnogorivka và các tòa nhà đầu tiên trên phố Valutina. Trong khi đó, ở trục phía nam, tình hình đối với lực lượng Kiev càng thêm rối ren sau khi quân Nga tiến tới đại lộ Heolohitna. Nga đang tiến vào trà gia bằng chiến thuật tấn công kép. Chuyên gia Đức Julian Roque từ báo Bio lưu ý trong bài phân tích mới nhất về các cuộc tấn công của quân đội Nga theo hướng chả sớp già cho biết, lực lượng Moscow đồng thời tiến hành ba mũi giáp công gồm đánh trực diện từ phía đông và từ hai bên sườn ở phía nam và phía bắc. Quân đội Nga đã sử dụng thành công chiến thuật tương tự trong quá trình giành quyền kiểm soát Atifka, Batmut, Atemos và Novomikhailovka. Cha gia có tầm quan trọng chiến lược, nếu Ukraine để mất thành phố này sẽ cho phép Nga tiến về đại lộ, thì Kramatorsk. Kênh Deep State của Ukraine thừa nhận Nga phát triển nhanh chóng ở Cha Gia và việc Bodanovka thất thủ. Tuy nhiên, bước tiến quan trọng hơn mà lực lượng Moscow giành được là khu rừng phía Tây Bắc Ivanivske trên hướng Nam Cha Gia vì nó nằm trên vùng đất cao và mở đường cho quân Nga ập đến kênh đào. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tiến hành hơn 40 cuộc tấn công theo hai hướng. Uranska đưa tin, trong báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày 9 tháng 4, lực lượng Kiev đẩy lùi tổng cộng hơn 40 đợt tấn công theo hướng Padmut và Novo Balovs. Báo cáo có đoạn, trong ngày 66 cuộc đụng độ được ghi nhận, tổng cộng đối phương phóng 7 tên lửa thực hiện 73 cuộc không kích và 81 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng Tham mưu khẳng định lực lượng Kiev đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công theo hướng Batmut, Novo Marinka, Kubians, Liman, Abdiivka, Orykov, Zaporizhia. Ở tả ngạn vùng Khe Sông, đối phương đã thực hiện một cuộc tấn công vào các vị trí ở khu vực làng Krinky, báo cáo viết. Ukraine tuyên bố không có quân Nga ở Chà và ngoại ô. Uranska Rabda đưa tin, người phát ngôn nhóm tác chiến chiến lược Khotisa Nava Volosin cho biết tình hình ở gia vẫn đang trong tầm kiểm soát, không có quân nga trong thành phố hay ngoại ô. Ông Volosin nói: "Tình hình được kiểm soát bởi các đơn vị lực lượng Ukraine, không có quân đối phương nào trong thành phố cũng như ở ngoại ô. Tuy nhiên cả ngày hôm nay và hôm qua họ lợi dụng tên lửa và đạn pháo cỡ lớn trên không để tấn công và đang cố gắng đạt được mục tiêu là tiến tới biên giới vùng Donetsk." Chiến thuật không thay đổi, có rất nhiều bộ binh và cơ giới. Đặc biệt, các nhóm xung kích nga sử dụng xe chiến đấu bộ binh tấn công với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân. Ông cho biết, theo ông, quân đội nga thỉnh thoảng đưa số lượng lớn pháo binh vào khu vực này, bất chấp cuộc phản công quy mô lớn của lực lượng Kiev. Người nga đang tập trung một số lượng lớn máy bay chiến thuật đến bắn phá bằng bơm FAB nhằm vào cha gia, phá hủy cơ sở hạ tầng, phá hủy mọi thứ cản đường. Đối phương đang cố gắng đưa binh lính đến gần chiến tuyến nhất có thể để tiến hành các cuộc tấn công, nhưng lực lượng phòng thủ đang làm mọi thứ có thể và không thể, đẩy lùi các cuộc tấn công này, ông khẳng định. Kiev tấn công trung tâm huấn luyện không quân Nga ở Voronezh Một đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine HUR phát biểu với điều kiện giấu tên, nói với Kyiv Independent rằng máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một trung tâm huấn luyện không quân Nga ở thành phố Borisolev thuộc tỉnh Voronezh vào rạng sáng ngày 9 tháng 4. Người phát ngôn sau đó xác nhận có một cuộc tấn công nhưng không nói rõ rằng Kiev đứng đằng sau vụ này. Kênh Astra của Nga cho biết, trung tâm huấn luyện phi công quân sự bị hai máy bay không người lái tấn công, phát nổ, làm hư hại mặt tiền tòa nhà và các cửa sổ. Đại diện tình báo quân sự nói với Kyiv Independent rằng hoạt động này do HUR thực hiện mà không cung cấp chi tiết thêm. Andriy Yushev, người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cho biết một nhà máy sản xuất máy bay đã bị nhắm mục tiêu ở Borisolev, Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ hai UAV trên vùng trời tỉnh Belgorod, hai chiếc ở vùng Voronezh và một tên lửa chống hạm tuyên gần bờ biển Crimea. Ukraine nói Nga tấn công dữ dội chưa từng có vào hạ tầng năng lượng. Quan chức cao cấp Ukraine thừa nhận, các cuộc tấn công gần đây của Nga là đòn tập kích dữ dội nhất vào hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi chiến sự bùng phát. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko ngày 8 tháng 4 cho biết, Nga đã tấn công 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây. Đây được xem là đợt tấn công dữ dội nhất của Nga vào cơ sở năng lượng Ukraine kể từ khi chiến dịch giữa hai nước bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào lưới điện của Ukraine kể từ cuối tháng 3, gây mất điện diện rộng ở thành phố Kakov, tại phía đông bắc. Có tới 80% sản lượng nhiệt điện bị Nga tấn công, hơn một nửa sản lượng thủy điện và một số lượng lớn các trạm biến áp trở thành mục tiêu tập kích, ông Galushenko cho biết. Đây là đợt tấn công lớn nhất nhằm vào ngành năng lượng Ukraine kể từ khi chiến dịch bùng phát, ông nói. Trước khi chiến dịch nổ ra, sản lượng điện của Ukraine khá cân bằng giữa các nguồn than, khí đốt tự nhiên và hạt nhân, trong khi thủy điện chiếm phần nhỏ hơn. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất đất nước ở Zaporizhia đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Ông Galushenko nói rằng Quy mô và tác động của những cuộc tấn công năm nay lớn hơn nhiều so với các cuộc tập kích vào mùa đông từ năm 2022 đến năm 2023 khi hàng triệu người chịu cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm. Các cuộc tấn công của Nga trong năm nay có sức phá hủy lớn hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và một số nơi có thể mất nhiều thời gian để xây dựng lại. Ông Galushenko cũng cho rằng Nga dường như đang nâng cấp các vũ khí tấn công cơ sở năng lượng Ukraine. Theo ông, phiên bản mới của UAV tự sát và tên lửa mà Nga sử dụng đang khiến các vụ tấn công gây ra thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, ông không nêu rõ về chi tiết này. Trong khi đó, DTEK Group, Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine ước tính chi phí khôi phục các nhà máy nhiệt điện bị hư hại sau hai cuộc tấn công lớn của Nga hồi tháng 3 là 230 triệu USD. Chi phí cho hoạt động sửa chữa sau mùa đông năm ngoái là 126 triệu USD, con số năm nay tăng gấp đôi cho thấy mức độ tàn phá của các đợt tấn công năm nay cao hơn nhiều. Ukraine nói tàu chiến Nga bốc cháy, nghi bị tấn công ở Kaliningrad. Tình báo quân sự Ukraine tuyên bố, tàu tên lửa Sepulkov của Nga neo đậu ngoài khơi Kaliningrad đã bốc cháy vào ngày 8 tháng 4. Trong một bài đăng trên Telegram hôm 8 tháng 4, tình báo quân sự Ukraine tuyên bố đám cháy đã vô hiệu hóa tàu tên lửa Sepulkov của Nga. Các thiết bị liên lạc và tự động hóa của tàu đã bị phá hủy hoàn toàn một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine xác nhận với trang tin Kyiv Independent rằng các đặc vụ của họ đứng đằng sau vụ cháy. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào khí tài hải quân của Nga ở biển Baltic. Tình báo quân sự Ukraine cũng đăng video ghi lại vụ cháy. Tàu tên lửa Serpukov đóng tại căn cứ hải quân Baltic ở vùng Kaliningrad, cực tây của Nga, nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Việc sửa chữa sẽ mất rất nhiều thời gian, một nguồn tin nói với Kyiv Post. Theo trang web của Hải quân Nga, Sepukov là tàu hộ vệ tên lửa Buyan-M, dài 74 mét và được trang bị nhiều hệ thống vũ khí khác nhau. Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Kaliningrad là một trong 46 khu vực hành chính của Nga nhưng nằm tách biệt với các vùng khác của đất nước. Nơi đây từng là một phần của Đức, nhưng sau Thế chiến thứ hai, khi phát xít Đức thua trận, khu vực này trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga. Theo Asia Times, Kaliningrad là vùng lãnh thổ của tầm quan trọng to lớn vì được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO. Là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập của họ tại khu vực biển Baltic. Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp hành lang Sukaki dài 60 km, nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ tổn thương của NATO. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng tham chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng gian đe với NATO. Trong những năm gần đây, Nga đã hiện đại hóa và tăng cường lực lượng ở Kaliningrad. Năm 2020, Nga nâng cấp lữ đoàn bảo vệ khu vực này thành sư đoàn. Kaliningrad giống như một pháo đài nằm trên biển Baltic với rất nhiều tên lửa hành trình và các loại vũ khí khác, vì vậy nó là mối đe dọa. Steven Wills, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Hải quân nhận định, vị trí chiến lược của Kaliningrad khiến nó trở thành mối đe dọa với NATO và cũng là một điểm yếu đối với Nga. Chuyên gia Dmitry Greenberg nhận định, Kaliningrad nằm trong lòng NATO nên nếu xung đột xảy ra, việc liên minh có thể cắt đứt nó với lục địa Nga xảy ra dễ dàng hơn. Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển Lina Linkevicius, từng cảnh báo các nước phương Tây sẽ vô hiệu hóa vùng Kaliningrad nếu Moscow gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh của NATO. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea, nhắm mục tiêu vào một số tàu và buộc các tàu Nga phải di rời đến vùng biển an toàn hơn. Dmitry Plotenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine hôm 30 tháng 3 cho biết, Hải quân Nga đã rút gần như toàn bộ tàu lớn khỏi các cảng ở Crimea chiến thuật tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở năng lượng Ukraine. Theo Financial Times, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và những tổn thất Kiev đang phải hứng chịu trong các cuộc tấn công của Moscow nặng nề hơn trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2023. Thay vì tiến hành pháo kích trên diện rộng, lực lượng Nga tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao và các nhà máy điện ở những khu vực không có hệ thống phòng thủ vững chắc. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3, Nga nhắm mục tiêu vào 7 nhà máy nhiệt điện và 2 nhà máy thủy điện của Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa thể phá hủy các cơ sở năng lượng ở Kiev do Ukraine thiết lập hệ thống phòng không mạnh mẽ tại thủ đô. Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại nhà máy điện, nhưng các quan chức cho biết một số nhà máy, bao gồm cả những nhà máy ở Kakov gần biên giới với Nga, gần như bị phá hủy hoàn toàn, FT cho biết. Theo Maxim Timchenko, giám đốc điều hành công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK. Mục tiêu hàng đầu hiện nay của Ukraine là khôi phục nhiều nhất có thể các cơ sở năng lượng vào trước tháng 10. Công ty năng lượng này đã mất khoảng 80% sản lượng do các cuộc tấn công của Nga khiến 5 nhà máy nhiệt điện phải đóng cửa. Ông Timchenko đã lên kế hoạch khôi phục ít nhất 50% các đơn vị năng lượng bị hư hại trong trường hợp không xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, nếu không có nguồn nhập khẩu năng lượng từ EU, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng hơn năm ngoái. Ông Timchenko giải thích rằng, vào năm 2023, Nga đã nhắm mục tiêu vào các trạm biến áp và máy biến áp trên khắp Ukraine. Nhưng năm nay, Moscow sử dụng tên lửa nhắm vào các nhà máy điện ở từng khu vực cụ thể để phá hủy hoàn toàn nhà máy do việc khôi phục chúng trong thời gian ngắn là không thể. Maria Saturian, người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Urenego, công ty cung cấp năng lượng Ukraine, lưu ý rằng Nga đang triển khai cùng số lượng tên lửa để tấn công 5-6 mục tiêu năng lượng trong một khu vực, giống như trong cuộc tấn công hàng loạt vào năm 2022 đến năm 2023. Trong khi công ty Ureneco có thể bảo vệ các trạm biến áp nhỏ hơn, thì các trạm điện lớn cần nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để khôi phục nếu bị hư hại. Một điểm khác biệt so với các cuộc tấn công của Nga và năm ngoái là Moscow bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chính xác đắt tiền. Andrei Herus, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Ukraine về năng lượng, cho biết, trong cuộc tấn công gần đây vào một nhà máy nhiệt điện than, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trị giá 100 triệu USD. Theo đại diện tình báo quân đội Ukraine, Andriy Chenyak, Nga cũng sử dụng một số lượng lớn UAV như một phương tiện tấn công giá rẻ hơn. Ông Herus cho biết, hậu quả của các cuộc tấn công từ Nga đối với Ukraine đang giảm nhẹ một phần do nguồn nhập khẩu điện từ EU, chạm điện mặt trời trong nước và thời tiết không quá rét. Vào tháng 3, Nga tiếp tục pháo kích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine sau các cuộc tấn công lớn đối mặt với tình hình nghiêm trọng, nhất là ở các cốc và khu vực xung quanh. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko ngày 8 tháng 4 thừa nhận các cuộc tấn công gần đây của Nga là đợt tập kích dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi xung đột bùng phát. Ông Galushenko nói rằng Nga đã tấn công hơn 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo